ngăn răng của chúng tôi đang đi, đang đứng trước cái cổng nhà nghiệp vụ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngăn răng chúng tôi. Ngày xưa có tấm kêu vang, ngày nay ông có cái son cái nồi cũng kêu, bây giờ kêu thấp có bé họng rồi kêu không được nữa. Nhân dân chúng tôi đứng trước cái nhà nghiệp vụ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi. Hội thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Dân ông ta miền chúng tôi đi giữa lòng Ba Đình Hà Nội đang đứng trước cổng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đã thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc coi là chỉ đạo trả đất trả nhà cho chúng tôi. Bây giờ đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Quan chức, quan chức các tỉnh, quan chức đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đứng trước nhà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là phố chùa Một Cột, chúng tôi đang kêu thủ tướng. Ông Phúc ơi, 30 năm rồi, gia đình không nhà ở, không có đây, cán bộ đảng viên nó được cho nó cướp hết rồi. Ông Phúc ơi. Không được đảng pháp luật bảo vệ, thủ tướng ơi. Ông Phúc ơi. Hãy nhân tình tiên quang là thằng cháu ơi. Thôi thôi ơi. Đối đất hồ bất dân cháu tập tổ bất dân góp đất góp nhà của dân Bình Định chúng ta, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Kéo kéo ở lại, kéo kéo. Kéo miệng lên đi, kéo miệng lên đi. Bịt lại đây, bịt lại. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, sao là không có. Thôi thế Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thì cho to lên. Là cho kia đứng ăn thấy lần là cho đây. Có cho nhân dân ơi, chúng tôi người mất đất người mất nhà. Thủ tướng ơi. Nhà đất gì cũng mất thủ tướng ơi. Đây là coi như chùa Một Cột, nhà nghiệp vụ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đừng để thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để nhận chúng tôi. Thủ tướng ơi, dân loa này hầu năm đây rồi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhà ở, không đất đai gì thủ tướng ơi. Thủ tướng ơi, dân oan Hải Hồng Nam Định, dân oan ba miền rồi, người mất đất, người mất nhà, 30 năm nay rồi, không nhà ở, không đất đai bị cán bộ đảng viên nó lợi ích nhóm, nó lừa đảo nó lấy hết rồi. Xe đó xe hàng rào, hàng rào không được, anh em xe hàng rào nhân dân chúng tôi. Thủ tướng ơi, cái bờ rào là chiếm lược của nhân dân. Không được cái nhân dân chúng tôi. Không đất đai trồng trọt. Bờ rào là trồng chiếm lược. Đất
nhân dân chúng tôi là cái đặc biệt nào đi vô. Ông Phúc ơi, giải quyết cho dân dân về ông định coi sống tiền chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trên đất trên nhà để dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nắm nhập nhập nắm giùm tăng cây, nắm giùm tăng phía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,
để lại tự do chúng nhân dân chúng ta được quyền làm chủ quốc hội. Để đất trẻ nhà chủ tịch tên Bình Định để góp sạch cho nhân dân chúng ta quốc hội. Ba hồn bay viên quốc hội. Ông yêu cầu thành tỉnh ra giải quyết nhân dân chúng tôi đi chờ. Ngày xưa cá trắng kêu quang. Nào vào đi nuôi chơi đi. Ông Phúc ơi. Ngày hôm nay dân chúng tôi đứng cái xuống cái nồi. Ông Phúc ơi. Đến là cho ông thấy rồi đó. Ông ra ông thấy con mắt ông thấy cho nhân dân chúng tôi đó. Ông đã nói coi như là coi như tính nào cái dân đứng đứng cảm ông cũng kêu cái tính đó nè. Cho anh thật thiện. Anh đã tôn qua đã tôn qua đằng kia đây. Ông Phúc ơi. Thằng ở đây chúng tôi ở đây ông đứng đứng xuống mà bắn chết đi. Điên phúc là đem xuống bắn chết đi. Không được đi. Không. Bây giờ chúng ta đem điên phúc và đem xuống mà bắn đi. Thủ tướng ơi, nhà đồng xe ơi, mấy nay có sướng không? Để dân hoa chúng tôi đau khổ mà thủ tướng ơi. Thủ tướng trả lời đi. Thủ tướng ơi, nhà đồng xe ơi, mấy nay có sướng không? Để dân hoa chúng tôi đau khổ mày. 30 năm rồi không nhà ở, không có này. Không có đây, không có đây, không có đây, không để cho biết. Cái không có đây, đi nguyên đây. Thủ tướng ơi. Thủ tướng ơi. Chúng tôi là những người nghe theo đảng trong chế phủ chống tham nhũng. Bây giờ ra đây chúng tôi đi tôi ra không biết là những người này biết công an hay gì mà cứ sổ đáy nhân dân chúng tôi. Những người đây mà cái sổ đáy nhân dân chúng tôi là nhân dân chúng tôi là cái sổ gì đâu. Về đâu đây? Chỗ này là chỗ ông Phúc giải quyết. Tại ông thấy nhân dân chúng tôi ông để giải quyết. Quan chức là ghép. Mà tại sao là cấp trên trung ương là không giải quyết. Bây giờ chúng tôi là nói ông Phúc phải thực hành. Phải nói cho ông là đi tới nước thực hành. Phải thực hành để nhân dân chúng tôi. 30 năm rồi không nhà ở. Không đất ra sinh sống. Cán bộ đảng viên nó nuôi đảng nó cướp hết rồi. Thủ tướng ơi. Dân hoan này ông năm đây dân hoan ba miền ơi. Người mất nhà, người mất đất, người mất chức trách. Chứ sao bà đưa tôi bây giờ đi cũng đưa. Chúng tôi không hề biết. Ngày xưa các tông kêu quang, ngày nhân đây nhân dân chúng ta đã bắt cái số cái nồi kêu quang, chúng ta kêu quang, kêu quang. Gia đình á, gia đình á đi bộ đội, gia đình đi bộ đội ngày hôm nay ngồi nha, gia đình đã đi bộ đội ngày hôm nay này, có gia đình đi bộ đội ngày hôm nay ngồi lên lớp giường cái đấy. Thủ tướng ơi, dân quân này hậu nam định ơi, nghe theo đảng theo chính phủ chống tham nhũng, gia đình bị tru dập bị trả thù, thủ tướng chính phủ cơ quan chống tham nhũng trung ương nhận bằng này đơn rồi mà không giải quyết,
không bảo vệ chúng tôi. Dân Loan Hải Hậu Nam Định, dân Loan ba miền ơi, người mất đất, người mất nhà, người mất chính sách, đấy, đẩy người ta ra đường ở 30 năm rồi. Thủ tướng ơi, thủ tướng ở nhà nào xe hơi máy lạnh có sướng không, để ra chúng tôi đau khổ rồi. Thủ tướng ơi, nhà nào xe hơi máy lạnh có sướng không, để chúng tôi đau khổ rồi. Thủ tướng ơi, không có được đâu, qua nước chảy ra đâu mà được. Bây giờ đến đây cho anh Quốc, anh Thái, anh bé nói là người cách đây ta bữa rồi. Thủ tướng trả lời chúng tôi. Đến một ở dân ở đây. Anh Thái được. Bây giờ thủ tướng trả lời chúng tôi. Anh Thái được. Anh kêu cái tính ra ra ba mệt một lần để giải quyết dân chúng ta đi dây. Chúng tôi đau khổ quá rồi. Đánh đế nhân dân chúng tôi đau khổ nữa. Chúng tôi đau khổ cả một cuộc đời rồi. Bây giờ chúng tôi kêu làm sao ông Phúc này trả lời chúng tôi. Chúng tôi mới về. Không thì sáng nào chúng tôi cũng đến đây chúng tôi kêu ông Phúc. Ông phải trả lời chúng tôi. Bây giờ chúng tôi nghe theo đảng, theo chính phủ, chúng tôi chống tham nhũng. Tại sao chúng tôi lại không được bảo vệ? Tại sao chúng tôi lại không được bảo vệ? Chúng tôi bị đàn áp, chúng tôi bị gây khó khăn. Thủ tướng phải trả lời chúng tôi. Ông Phúc ơi, ông còn bắt tôi để nó bảo vệ thế nào? Chúng tôi phải ra đây này để cứu sống chúng tôi thôi. Dân này có người khóc lắm, có người than thở, người khóc lắm là thủ tướng ơi. Xe giờ một người dân chúng tôi đau khổ như thủ tướng ơi, đừng để tình đang dân chúng tôi khổ sở như thế này. Khổ quá thủ tướng ơi. Thủ tướng ơi. Để đứng ở đây đợi nó còn trạm tôi ở chung quân thay giam nhắc con đi về chung quân đi về. Các con không thông xuống ở đây. Thằng ở đây đợi chung quân anh thấy cái đã. Rồi, thấy rồi. Chưa thấy. Thủ tướng ơi. Dân Loan này hầu năm hôm rồi. Thằng tính đâm phúc nữa. Tính đâm phúc nữa. Đây cho công tác đó. Chưa. Tính đâm phúc nữa nè. Tính đâm phúc ở đây nữa nè. Để kêu ti đã. Kêu một ti này. Tại anh nói mà anh không thực hiện. Bây giờ buộc anh phải thực hiện kêu tỉnh tỉnh nó ra. Vì ba cái kêu là tỉnh nó không ra nó giải quyết. Rốt ơi. Chỉ đạo kêu thằng Hồ Văn Trung tính đành đành ra trả đất trả nhà cho tôi ông Phúc ơi. Gia đình nhập sĩ ông Phúc ơi. Ông Phúc ơi. Kêu chú tất tính bình định trả gia đình cả công thiệp ông sáng ba đầu ông Phúc ơi. Ông Phúc ơi. Trả lại gia đình ba đã đất nhà cho gia đình thì thương binh nhập sĩ ông Phúc ơi. Ông Phúc ơi. Trả lại đất nhà cho gia đình theo cộng sản ba đời ông Phúc ơi. Ông Phúc ơi. Trả lại gia đình liệt đất đai gia đình liệt sĩ ông Phúc ơi. Ba hồn mấy cái ông Phúc ơi. Để đạo thường hồ bất dung trả lại gia đình thương binh ông Phúc ơi. Gia đình các thân cách mạng ông Phúc ơi. Ông Phúc ơi. Đi đạo trả gia đình các cán cách mạng ông Phúc ơi. Sao hẳn bên vỉa hả? Đứng bên đây à? Sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà gia đình tôi 30 năm rồi không nhà ở,
không đất đai. Đất đai thì cán bộ đảng viên nó nơi hết nhóm, nó nơi đảo nó cướp hết rồi, Thủ tướng ơi. 24 năm đi đổi đơn đi kêu cứu rồi, mà từ cơ sở đến trung ương, bưng biết chuyện thật, bao che cho tham nhũng. Ông Phúc ơi, trả lại đất đai gia đình liệt sĩ ông Phúc ơi. Ba Hồng bảy thương Phúc ơi, trả lại đất đai gia đình theo một cộng sản ba đồng Phúc ơi. Ba Hồng bảy thương Phúc ơi, trọng ơi, trả lại đất đai gia đình các ông cách mạng Phúc ơi. Ông Phúc ơi, ba Hồng bảy thương Phúc ơi, trả lại các nhà gia đình liệt sĩ ông Phúc ơi. Ông Phúc ơi, trả lại đất đai gia đình các ông cách mạng Phúc ơi. Ôi giặc nó cướp đảo cướp ấy mà không đi bảo vệ, không đi lấy lại. Bây giờ chúng tôi là những người ngoan. Sao không ra đảo mà bảo vệ? Cầm cái xuồng này cho nó lấy. Sao không ra đảo mà bảo vệ? Có nhân dân chúng tôi mà có nhân thế này, đen xe đen cổ như thế này, nó đàn áp nhân dân chúng tôi này. Bà con cầm bằng mạng đã chia sẻ giùm mày. Chia sẻ giùm những lực lượng như thế này, đã đàn áp nhân dân chúng tôi. Đàn ép gia đình các ông cách mạng đi cướp đất nhà. Cướp đất các anh ta nước hả? Ba Hồng bay viên, ba Hồng bay viên trọng ơi. Trả lại đất đai gia đình liệt sĩ ông Phúc ơi. Ba Hồng bay viên quốc trọng ơi. Trả lại đất đai gia đình các ông cách mạng Phúc ơi. Ba Hồng bay viên quốc ơi. Ba Hồng bay viên quốc ơi. Bông ít quốc gia đình các ông cách mạng Phúc ơi. Ba Hồng bay viên quốc ơi. Ba Hồng bay viên trọng ơi. Trả lại những gì ban đất đã cướp gia đình cộng sản Phúc ơi. Gia đình theo cộng sản ba đầu Phúc ơi. Trả lại đất đai tài sản gia đình theo cộng sản Phúc ơi. Ba Hồng bay viên Phúc trọng ngắn ơi. Trả lại đất đai gia đình liệt sĩ các ông cách mạng Phúc ơi. Ba Hồng bay viên Phúc ơi. Đang để nhân dân chúng tôi hỗ trợ như thế này ông Phúc ơi. Nếu tin về gây chúng tôi vượt đèo đèo núi ông Phúc ơi. Đi được cái nhà ông Phúc ơi. Đừng để nhân dân chúng tôi hỗ trợ như thế này ông Phúc ơi. Thủ tướng ơi. Ba Hồng bay viên Phúc ơi. Trả lại đất đai gia đình liệt sĩ ông Phúc ơi. Quan chức đã cướp đất cướp nhà gia đình liệt sĩ ông Phúc ơi. Quan chức đã cướp đất cướp nhà gia đình có công cách mạng Phúc ơi. Ông Phúc ơi, quan chức đã cướp đất cướp nhà gia đình có công theo đảng ba đội Phúc ơi. Ba Hồng bay viên Phúc ơi. Đừng để nhân dân chúng tôi khổ sở như này Phúc ơi. Phúc ơi. Đấy. Có như gia đình đấy. Không mặc đồ công an để cho bọn phản động nó lên lỏi vào nó bắt dân là không được đâu. Các cháu mặc đồ công an vào. Mặc đồ công an vào. Chúng tôi là những người đi đường công lý, không có xin bữa. Chúng nhân dân chúng tôi là bị quan chức cướp. Nhân dân chúng tôi đi đòi công lý, đòi tài sản. Đòi tài sản. Giờ bà con mình nằm xuống hết đây, không có đi nữa. Giờ bà con mình hết trên đường công đài, nằm xuống hết đây. Không đi đâu nữa hết, nằm xuống hết. Cô như gia đình đã quen chức đã đi kiếp. Gia đình có công cách mạng, quen chức đi kiếp. Gia đình có công theo cộng sản ba đời, quen chức đi kiếp. Gia đình liệt sĩ, quen đi kiếp. Gia đình cụ dân binh, quen chức đi kiếp. Mỹ Việt Nam anh hùng. Kiếp đất kiếp nhà Việt Nam anh hùng.
đây chính là mẹ Việt Nam anh hùng đây, đây quan chức thái địa, có những người kia sẽ quan chức bị chết đó, đấy, nghe rồi, đấy. Tôi Hồ Thị Niên ở Nghệ An, đất bị cướp và chở 30 năm không thấy hình ảnh, chồng con tôi đi viện chết rồi, anh em nhà tôi thương binh nằm một chỗ, cha đẻ tôi thương binh hàng nặng nằm chết, pha phá thấy phá nhà tôi là chết rồi, tôi oan lắm đảng ơi. Coi như nhân dân chúng tôi đây, nhân dân chúng tôi là coi như là khổ sở trời mưa bới khác. Không đi làm thôi đã mướn được, nhân dân chúng ta là người học tập đạo đức Bác Hồ đó. Đây là người thật việc thật, chúng tôi đi cầm cái đơn tố cáo quan rất là quốc. Mà tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa lực lượng tàu gấu như đây để đàn áp nhân dân chúng tôi, đuổi nhân dân chúng tôi không đứng chỗ khác. Chỗ anh Phúc là chỗ bao giờ để giải quyết nhân dân chúng tôi đập áp tố cáo quan tham, kêu ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra đây xem gia đình đây, gia đình những gia đình mà quan chức đã đi chết, thậm chí giờ cứ đi góp hết, người già cũng góp, người trẻ cũng góp, gia đình đây là cái công cách mạng này, dạ ơi, theo đảng đây, theo đảng mà cũng đi góp, ai là người góp nhân dân chúng tôi, chính là đảng viên đảng cộng sản đi góp, ông Hoàng Trúc, ông Trọng, ông Nguyễn ơi, bắt dân thống tuần lịch rừng đảng ơi, luật ở đây đảng ơi. Đảng ơi, cha đất cha nhà cho dân ơi, đảng ơi, đảng ơi, cha đất cha nhà gia đình liệt sĩ anh đảng ơi, bị quên rất ghép gia đình liệt sĩ đảng ơi, đảng ơi, quên rất đi ghép gia đình có công cách mạng đảng ơi, quên rất đi ghép gia đình đi theo cộng sản ba đời đảng ơi. Phúc Trọng ơi, ông là người chỉ đạo đảng ơi, tại sao đã đảng đi cướp gia đình gia đình thương binh liệt sĩ đảng ơi. Bây giờ bà đây bánh nằm đây, kêu bà chạy đây, để bà chạy con qua bên kia đi. Ừ, bà kêu bà chạy đi. Không được đuổi nhân dân chúng tôi, nhân chúng tôi bị nhân dân chúng tôi là mất đất mất nhà, nhân chúng tôi quan chức thì kép, mấy người đây quan chức thì đuổi nhân dân chúng tôi, quan chức thì kép nhân dân chúng tôi rồi đi đuổi nữa, nhân dân chúng tôi đi về đâu, đất nước này về đâu, đất nước này trong đã sạch chưa, đuổi nhân dân chúng tôi đất nước thì coi như vui dập, trả lại đất nước cho chúng tôi. Trả lại tự do chúng tôi, trả lại tự do dân chúng tôi được quyền làm chủ, nhân dân chúng tôi mới có đất phá nhà, nhân dân chúng tôi mất quyền làm chủ nó có hết tất cả rồi, không còn gì nữa. Không sao đây, xem cả tì bà tối rồi nó tơi, chúng ta tơi, không sao, không có cảm sao không? Ừ, đó, đó, tiếc, tình dứt áp nhỏ rồi, bà la, bà chụp chút này. Nhân dân chúng tôi như thế này coi như là đừng đàn áp nhân dân chúng tôi nữa. Nước dân giàu nước mạnh, mạnh ở đâu? Anh ghét hết của dân hết mà dân giàu nước mạnh ở đâu? Ghét của dân không còn gì nữa, ghét của dân sạch, nhân dân chúng tôi không còn gì nữa, nhân dân chúng tôi quá khổ rồi. Trời mưa trời gió như thế này mà chúng tôi mang tội đội mũ đi vượt cấp này từ cấp kia tới được Thủ tướng Chính phủ,
Bây giờ Thủ tướng Chính phủ coi như là hứa hẹn cho nhân dân chúng tôi, người dân nào đứng trước cổng ông kêu gào là kêu người tính trong đó ra. Có thể là nhân dân chúng tôi đừng để nhân dân chúng tôi khốn nạn như thế này. Thôi nhân dân chúng tôi là coi như tính quan chức thực chất của nhân dân chúng tôi là quan chức khốn nạn. Quan chức khốn nạn của nhân dân chúng tôi. Ông Phật bà, ba hồn bay vía hồn không vía dạy hồn dạy vía không ăn ba đau Phật bà. Trả lại đất nhà cho nhà như thương bánh đẹp xây ông Phật bà. Ba hồn bay vía với ông Phật bà. Hồn không vía dạy hồn dạy vía không ăn ba đau Phật bà. Phật ơi, hồn con vía dạy hồn dạy vía con Phật ơi, ông chúa tôi là ông Phật ơi, ra lại gia đình chúng thương bệnh lập sĩ ông Phật ơi, bà trọng trọng ơi, ông đang nghe một tiếng mẹ của dân chúng tôi kêu gào không trọng ơi, nhân dân chúng tôi đối khổ rồi trọng ơi, đi đạo ra đất ra nhà thương bệnh lập sĩ ông trọng ơi, ông trọng ơi. Dân chúng tôi sang đối khổ đi ngã lên ngã xuống ông Trọng ơi. Hãy thi đạo ra tắt ra nhà văn cho cái cướp đắp kia nhà gia đình theo cộng sản ba đồ ông Trọng ơi. Ba hồn bay kia ông Trọng ơi. Ba hồn bay kia ông Trọng ơi. Ba hồn bay kia ông Trọng ơi. Ông ơi. Các người thi. Hãy thi đạo ra đại văn cho cái cướp đắp nhân dân chúng tôi ông Trọng ơi. Cấp bắt con nhà gia đình đẹp sợi ông Trọng ơi. Ba hồn bay với ông Trọng ơi. Ba hồn bay với ông Phật ơi. Cấp hết cấp đại gia đình đẹp sợi ông Phật ơi. Ông Phật ơi, đừng để nhà gia đình đẹp sợi khổ như thế này ông Phật ơi. Đừng để gia đình thương mình khổ như thế này ông Phật ơi. Ông chiêu coi cái chỗ này ông Phật ơi. Dân ông chúng tôi là coi như dân ông ba miền đứng trước cổng nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay chùa một cột là nhà đồng cổ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mà tại sao ông nói cách đây 3 ngày ai là người dân đứng trước cổng ông Phúc ông kêu gọi ông Phúc này Phúc kia là ông kêu thằng tỉnh ra. Mà tại sao nhân dân chúng tôi đứng biết bao nhiêu tháng nay rồi mà tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không thực hiện? Thôi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sao ông không thực hiện? Đây, nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được bên đấy. Mà tới tay lâu mạch nước của nhân dân chúng tôi. Đợi người dẫn một đài nha. Tới tay lâu mạch nước của nhân dân chúng tôi. Đây này, đấy, nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ ngàn. Công an, an ninh, thành mạch đồng phục mà ra đàn áp xô đẩy nhân dân chúng tôi là có lợi phép không? Mấy người dân mà cả vì nước quân dân di dân một vụ mà thì vì nước quân quân dân vì tiền mà quân dân vì tiền mà quân dân hết tất cả. Ôi đảng viên đảng cộng sản ơi, ông Nguyễn Phú Trọng ơi, tại sao để đảng viên của ông đi cướp hết của dân ông Trọng ơi? Đa đạo tham nhũng, đa đạo quan chức đi cướp của dân, đa đạo quan chức đảng viên đảng cộng sản đi cướp của dân, đa đạo quan chức đảng viên đảng cộng sản đi cướp toàn bộ gia đình liệt sĩ, đa đạo quan chức đi cướp gia đình các ông cách mạng, đa đạo quan chức đi cướp gia đình các ông đi theo cộng sản ba đó, đã đạo quan chức các tỉnh đi cướp đất cướp nhà gia đình cựu chiến binh, đã đạo quan chức các tỉnh đi cướp đất cướp nhà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, đây mẹ chúng tôi nói cái sách mách cái chứng đàng hoàng, đây mà coi như là nói về dân chúng tôi là coi như là mẹ Việt Nam anh hùng coi như giả mạo. Bây giờ đã rồi, ngày xưa lại đi theo đảng
mà bây giờ nói là dân chúng tôi là giả mạo, giả mạo đi ở Việt Nam anh hùng, là ai là người ký cái giấy này mà kêu dân chúng tôi là giả mạo đây đấy. Thử tất cả anh chị em cộng đồng mạng đã chia sẻ dâm, đã chia sẻ dâm, ai là ký giấy đời mà nó giả mạo, những thằng này nó cũng giả mạo, thằng ký tên thằng ta cũng giả mạo tạo đời, thằng ta cũng lừa đảo. Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, thành phố Đà Nẵng khóa ngọ quyết đất của dân, không giải quyết cho dân, dân chúng tôi đi rồi. Coi như là thủ tướng cũng xuống kêu rào, dịch Covid-19 nhưng mà người mưa gió, người dân tôi cũng phải đội mũ mang áo mưa để đi đến kêu rào ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc không ra mặt. Bây giờ dân chúng tôi yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng hãy đứng lên, mạnh mẽ đứng lên giải quyết cho người dân chúng tôi để có đất có nhà về ổn định cuộc sống. Chúng tôi xin cộng đồng mạng và coi như là bà con để chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi quá khổ. Chúng tôi là dân lành thôi, chúng tôi bị mất cửa mất nhà đấy bác ạ, chứ không phải là chúng tôi hay đâu. Mà bây giờ chúng tôi ra đây là cực lắm rồi, ra đây là kêu theo cái lời trên nóng dưới nóng, nhưng mà đây dưới nó không nóng, dưới nó được cướp hết của chúng tôi, đất của chúng tôi sổ đỏ mà nó cướp trắng tay luôn á, đảng viên nào ạ. Chúng tôi cực lắm rồi, về mà xem Lâm Đồng, về mà xem Tránh An Nhơn đã lên TV truyền hình An Ninh 1 rồi đấy, nó cướp đất của dân đấy, nó tổ chức nhau nó cướp đất của tôi đấy, nó còn bắt tôi đấy, nó bắt tôi để nó che tội phạm của nó đấy, cái lũ đảng ăn cướp, Việt Nam không có như thế đâu. Bắt tôi đi tù bắt tôi đi đảng ơi, nó bắt tôi này đi bắt tôi qua lệnh thả đấy, anh nhà của tôi không có lệnh như đảng ơi. Tôi Hồ Thị Nêm, Nghệ An. Cướp đất của tôi 30 năm rồi không có lệnh mà phải nhà tôi. Rồi không có lệnh bắt tôi đi tù, không có lệnh thả 30 năm rồi đảng ơi. Gia đình thương binh liệt sĩ cả đảng ơi. Đảng ơi. Gia đình thương binh liệt sĩ đấy. Chết gia đình đi thôi, cộng sản ta đầu đấy. 35 năm đường rồi, tòa xử trong quyết định trong vòng 1 tháng mới trả nhà trả đất cho tôi. Bây giờ xây một loạt rốt cho xã hội đen thuê đảng ơi. Đảng đi thuê xã hội đen bảo vệ đảng ơi. Tôi Nguyễn Thị Kim Thu, dân quan tỉnh Bình Dương đi khiếu nại quyết định số 4018 để đòi công lý cho con trai là Hồ Quang Khánh. Định số 4018 ngày 8/10/2001, nay chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ lại quyết định thành số 4018 ngày 8/1/2001. Như vậy là xã hội ưu việt công bằng dân chủ văn minh chỗ nào? Đây là một nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Đã đâu Trần Thanh Liêm chủ tịch tỉnh Bình Dương? Đã đâu? Ông Phúc. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, hãy nhìn, ông hãy nhìn vào, do dân vì dân, lấy dân làm gốc chỗ nào, vì nước quên thân, vì dân phục vụ vô chỗ nào. À, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra biết các tỉnh tham nhũng mà tại sao tố cáo nào không xử lý. Như vậy là pháp luật phải ông đặt ra để làm gì? Hiến pháp phải ông đặt ra để làm chi? Mà để các cấp chính quyền lạm dụng chức vụ xài lực rừng đàn áp chúng tôi. Đã đảo ba cấp chính quyền xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bất công dùng quyền lực đàn áp dân. Tôi đã tố cáo đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam rằng Hồ Văn Lực lạm dụng chức vụ là trưởng thôn, lô trưởng quân dụng vũ khí trái phép cùng lúc 3 khẩu, 1 CKC, 1 AK, 1 R15, 1 R15 bắn một thanh niên. Ấp sáu Cầu Cần Đôn, xã Minh Thạnh, hộ khẩu của văn quyển dân quốc Từ Hạnh, hộ khẩu Tường Ru, ấp bên rộng xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, xung là công an xã Minh Thạnh, là thằng Bằng, với lại công an hành sự, thằng Đàn, thằng công an hành sự huyện Dầu Tiếng là thằng Đàn, thu tại nhà 2 khẩu, 1 khẩu CKC trên đầu tủ, 1 AK trong bầu lúa, 1 cái R15 thu tại hiện trường. Như vậy là Hồ Văn Lực là trưởng thôn,
ông đã vi phạm pháp luật tại trang 2 nghị định CV47 mà ba cấp chính quyền xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng ăn hối lộ của Hồ Văn Lực, ăn chia của Hồ Văn Lực mà câu kết với nhau, Tông Đạt làm hồ sơ không, bắt công con tôi đi tù ở 2 năm, tôi đã kêu oan 20 năm mà chưa được giải quyết theo quyết định số 4048 mà ba cấp chính quyền vẫn làm ngơ. Đã đạo nhà cầm quyền, đảng viên, đảng cộng sản Việt Nam, Trần Thành Liêm, báo cáo thanh tra, Bộ Công an số 3 Nguyễn Thiện Hiền, Lê Trọng Sơn, đã đạo Lê Trọng Sơn, thanh tra Bộ Công an bao che cho tỉnh Bình Dương. Đã đạo Lê Trọng Sơn, thanh tra Bộ Công an bao che cho tỉnh Bình Dương. Tôi xin yêu cầu nhà cộng đồng trong nước và ngoài nước, anh chị em hãy chia sẻ lên cho dùng chúng tôi. Xin cảm ơn các cán bộ Bình Dương luôn. Ba Hồng Bí với ông Trọng ơi, nhân dân chúng tôi quá khổ như thế này, ông Trọng ơi, ba Hồng Bí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, hãy ra đất đã nhà gia đình thương binh liệt sĩ ông Phúc ơi, ba Hồng Bí với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ba Hồng Bí với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ba Hồng Bí với bà Nguyễn Thị Kim Ngân ơi, ba Hồng Chính với bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân ơi, ba Hồng Chính với Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân ơi, ba Hồng Bí với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ba Hồng Bí với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ba Hồng Bí với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ba Hồng Bí với được bảo bộ chính trị ơi, ba Hồng Bí với bộ chính trị ơi, ba Hồng Bí với bộ chính trị ơi, ba Hồng Bí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba Hồng Bí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba Hồng Bí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, Hồng không vía dạy, Hồng dạy vía không, ông trốn ở đâu không thấy nhân dân chúng tôi khổ như thế này Phúc ơi. Ba Hồng Bí vía ông Phúc ơi. Hồng không vía dạy, Hồng dạy vía không, ông chui ở đâu tại sao không thấy nhân dân chúng tôi nổi khổ như thế này Phúc ơi. Ba Hồng Bí vía Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi. Hồng không vía dạy, Hồng dạy vía không, ông ở đâu không chỉ đạo trả đất đã nhà gia đình liệt sĩ ông Trọng ơi. Ba Hồng Bí vía ông Trọng ơi. Quán đất đã góp đất góp nhà gia đình có công cách mạng mà tại sao ông không chỉ đạo trả đất trả nhà ông Trọng ơi. Ba Hồng Chính vía bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân ơi. Bà ngồi được mấy ghế nữa là bà chỉ đạo trả đất gia đình có công cách mạng bà ngon ơi. Hồng không vía dạy, Hồng dạy vía không, bà ở đâu bà ngon ơi. Bà hãy chú ý ra đây trả đất ra nhà nhân dân chúng tôi bà ngon ơi. Ba Hồng Bí vía Chủ tịch Quốc hội, chính vía Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân ơi. Bà đừng để nhân dân chúng tôi, ba miền nhân dân chúng tôi, ba miền rất đau khổ bà Ngân ơi. Nhân dân chúng tôi là coi như đã mất đất, mất nhà, mất sạch. Mà còn bên đây thì nhìn đó nhìn khác, trời mưa Covid. Nhân dân chúng tôi không đi làm thuê làm mướn được, không đi lượm da trái từng miếng da trái được. Thì nhân dân chúng tôi quá khổ sở. Đây thì thế này, bịt miệng bột mồm về nhà thì chú chui trong nhà, không đi làm thuê làm mướn được. Nhân dân chúng tôi là quá khổ, mà quan chức đã cướp. Các cái cơ quan văn phòng trung ương đã nhắm mắt làm ngơ nhân dân chúng tôi. Ông Phúc cách đây mấy ngày là kêu nhân dân nào mà đứng trước cổng nhà ông kêu gọi, thì ông kêu cái chủ tịch đánh đó ra giải quyết ba mạch một lời tại đây, nhân dân chúng tôi hãy đi về, đừng có đưa đẩy nhân dân chúng tôi. Năm nào lúc này cũng ra hai lần ba lần, tổ công tác tỉnh nào cũng có, nhưng mà lừa nhân dân chúng tôi. Tại phòng tiếp dân Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Hồng Điệp câu kết với chủ tịch các tỉnh
cáo kết chủ tịch các tỉnh đã lừa đảo nhân dân chúng tôi, không giải quyết nhân dân chúng tôi, không nhận đơn nhân dân chúng tôi, không xem hồ sơ nhân dân chúng tôi, vô nhân dân chúng tôi tính nào thì ghi tiền cái tên đó, thầy trả lại hồ sơ, cánh gọi bà A bà B chứ không cánh gọi cho cơ quan đơn vị nào mà để giải quyết. Như vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội, ông Tô Lâm, tướng Tô Lâm, Bộ Công an, như vậy tại sao không xử lý cái phần tiếp dân trung ương này để nhân dân chúng tôi được nhờ, nhân dân chúng tôi vì khổ vì cái phần tiếp dân trung ương, nhân dân chúng tôi mới khổ. Nếu là nhà phần tiếp dân trung ương một lần một dạ, chúng về nước có hiếu với dân thì chỉ đạo trả đất cho nhân dân chúng tôi rồi sẽ không đến nhà chúng tôi người 20-30 năm, người 20-30 năm. Như vậy nếu chúng tôi sai thì đem ra xử lý đây, xử lý đây, gật hình đây. Mà cán bộ sai tại sao các ông không bao giờ trả đất nhân dân chúng tôi? Thôi quan chức đã cướp, quan chức đã sai để cướp nhân dân chúng tôi. Mà còn bao chí nhất đứng đầu là bộ tiếp dân trong ương ngôn số 1 Ngô Thị Nhậm. Như vậy là các cơ quan có thâm quyền xử ngay lý ngay chỗ nơi mà tiếp dân công dân, nơi tiếp công dân cái chỗ đó là bao che tất cả, bao che hoàn toàn để một người dân chúng tôi sống cảnh mạng trời chiếu đất như thế này. Mưa gió mà chúng tôi cũng lạnh lội, bên đây mất 4 giờ sáng chúng tôi phải đi bộ, đi xe thợ công an nó phát hiện nó chặn, chúng tôi phải đi bộ xuống tới nhà công bộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc. Chúng tôi kêu gọi đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra dòm thấy mặt của nhân dân chúng tôi đấy, mà chỉ đạo kêu thành tính đó ra ba mặt một lời ở đây giải quyết nhân dân chúng tôi trở về địa phương ổn định cuộc sống. Ông kêu là dân giàu nước mạnh chỗ nào, đi cướp hết của gia đình liệt sĩ, đi cướp hết gia đình có công cách mạng, đi cướp hết mẹ Việt Nam anh hùng, cướp hết gia đình đi theo cộng sản ba đời, đi cướp gia đình cựu chiến binh, đi cướp gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, toàn bộ như thế này coi như nhân giàu nước mạnh chỗ nào. Dân, một người dân là khắp vỡ bé hồng, là công gốc sạch gốc trắng luôn. Đừng có để nhân dân chúng tôi như thế này. Các ông các bà hay có con lỗ tai có con mắt hay chứng kiến giùm cái con nỗi khổ của nhân dân chúng tôi, đừng để nhân dân chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất. Dân giàu nước mạnh bình minh chỗ nào? Các ông thấy nó bình minh chỗ nào? Như giờ đất nước không có bình minh, đất nước còn đi cướp đi giật của nhân dân chúng tôi, không có bình minh. Đã đảo tham nhũng, đã đảo tham nhũng, đã đảo quan chức cướp đất cướp nhà của dân, đã đảo quan chức cướp đất cướp nhà của dân, đã đảo tham nhũng, đã đảo chủ tịch 63 tỉnh thành cướp đất hại dân. Bà con ơi, coi mất đất mất nhà mất chúng ta không? Bà con hãy thức dậy tỉnh thức mà đi đòi đất đòi nhà đòi tài sản công lý. Bà con ơi, chúng ta hay dạy hát cái bài hát vậy mà đi. Bà con ơi, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi, ta chiến thắng không bao giờ để thất bại, chẳng đành khôn khốn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng, đừng tiếc nữa càng chi khóc mây. Dậy mà đi, núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, đập tan cái bọn ăn cướp. Dậy mà đi,
chạy mà đi, chạy mà đi hơi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mây, chạy mà đi núi sông đang chờ. Chạy mà đi, chạy mà đi, chạy mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Chạy mà đi, chạy mà đi, chạy mà đi hơi đồng bào ơi. Chạy mà đi, chạy mà đi, chạy mà đi hơi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chạy khóc mây, chạy mà đi núi sông đang chờ. Chạy mà đi, chạy mà đi, chạy mà đi hơi đồng bào ơi. Tự do dân chúng ta được quyền làm chủ. Tự do dân chúng ta được quyền làm chủ. Tự do dân ta được quyền làm chủ. Tự do nhân dân chúng ta được quyền làm chủ. Tự do nhân dân chúng ta được quyền làm chủ. Tự do nhân dân chúng ta được quyền làm chủ. Tự do nhân dân chúng ta được quyền làm chủ. Tự do dân chủ nhân quyền nhân dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền nhân dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn anh chị em và mọi người cộng đồng mạng đã chia sẻ nỗi khổ của nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là người thật, việc thật, không bao giờ nhân dân chúng tôi dối trá. Chính là đảng viên đảng cộng sản các tỉnh dối trá, lừa lọc, điêu ngôn, cướp tắc hại nước hại dân. Trong nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi là người thật, việc thật. Nhân dân chúng tôi mới chịu đựng mười cả người mười mấy năm, cả người mấy chục năm. Không phải trong nhân chúng tôi là người phản động. Chính là đảng viên đảng cộng sản, người đó là phản động đất nước, phản động dân tộc, phản động người dân chúng tôi mới cướp đất, cướp nhà nhân chúng tôi. Nhân chúng tôi đang ở cuộc sống yên ổn. Trước đây nhân dân chúng tôi đang ở yên ổn, mà tại sao cái mảnh đất nhân dân chúng tôi tạo lập, ông bà tạo lập lên để cho con cho cháu? Nếu là các ông các bà có lấy đất nhân dân chúng tôi, phải đền bù nhân dân chúng tôi xứng đáng, đền bù nhân dân ổn định cuộc sống, có chỗ ở. Tại sao ông bà góp đất nhân dân chúng tôi không đền bù một cách một xu? Khi cưỡng chế không có giấy, cưỡng chế không có giấy biên bản nào mà đi cưỡng ngang nhiên, đi cưỡng chế nữa, đi gà gáy. Mà bây giờ đến một người dân chúng tôi khốn khổ như thế này, nhân dân chúng tôi có nhà, có cửa ở. Không phải nhân dân chúng tôi tha phương cầu Phật như thế này, đi nữa đêm gà gáy như thế này. Các ông có nghe nhân dân chúng tôi không? Nếu là nhân dân chúng tôi phải hy sinh cho đất nước, các ông không có cho chúng tôi hy sinh làm cái gì cho quốc gia đất nước, thì nhân dân chúng tôi đành lần bút bùng mà chịu. Trong đây này, các ông lợi danh cướp đất có tổ chức, cướp đất nhân dân chúng tôi đem phân lô bán nền, để đổi đi bán chừng gia đình. Kiểu bán chừng gia đình các ông lấy tiền lợi ích nhóm, thì nhân dân chúng tôi đất nước này nhân dân đi đâu? Nhân dân chúng tôi thấp cối bé họng, làm sao đi đâu? Đất nước này sẽ về đâu ông Trọng ơi? Ba ông bí với ông Trọng ơi, để nhân dân chúng tôi khổ sở nhìn ông Trọng ơi. Nhân dân chúng tôi nhìn đôi nhìn khác ông Trọng ơi. Nhân dân chúng tôi khóc hết nước mắt rồi. Nhân dân chúng tôi không còn nước mắt đâu mà khóc nữa. Bởi vì nhân dân chúng tôi coi như có đất, có nhà, có cửa, có tài sản nhân dân chúng tôi, có nguồn cuộc sống nhân dân chúng ổn định. Mà tại sao đi cướp tránh, cướp trộm, cướp ngang, cướp ngưỡng nhân dân chúng tôi như vậy? Ý là tôi là đảng viên đi cướp. Cho tôi rằng là hai tiếng đảng viên, đảng cộng sản đi cướp. Lợi dụng chức vụ quyền hạn đi cướp nhân dân chúng tôi, đánh đập nhân dân chúng tôi, cướp sạch không còn những gì nhân dân chúng tôi. Hử? Để nhân dân chúng tôi như thế này, chịu cảnh như thế này, và cái bệnh dịch mà chúng tôi dịch như thế này, mà chúng tôi phải đội mũ đi tìm công lý, đi đòi tài sản ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bộ chính trị và thay nhân dân chúng tôi không? Ông tướng tôi là mà thay nhân dân chúng tôi như thế này không? Sao ông các ông đành đạn vậy? Để nhân dân chúng tôi như thế này các ông ơi, thấy tinh thức dậy đi, mơ mắt ra tinh thức dậy, mơ mắt để dồn thấy nhân dân chúng tôi đi. Bởi vì dân chúng tôi thấp cổ bé hồng ông ơi, các cơ quan ơi, các ông ơi, ông Trọng, ông Phúc, bà Ngân ơi, bộ chính trị ông Tô Lâm ơi, hãy quay tay trong mắt lên mà xem nhân dân chúng tôi như thế này. Cảm ơn anh chị em cộng đồng mạng. Bây giờ nhân chúng tôi đã người đã chảy nước mắt khóc hết rồi. Cái cảnh sống như vậy trong tôi là không có thôi. Xin cảm ơn cộng đồng mạng, anh chị em, nhân dân chúng tôi. Thật cảm ơn lời chào thân thương mến nhất đã chia sẻ giùm đỡ nhân dân chúng tôi một có một tiếng nói để nhân dân chúng tôi sớm giải quyết để trả đất, trả nhà, trả tài sản cho nhân dân chúng tôi trở về địa phương để ổn định cuộc sống. Cho nhân dân chúng tôi là quá khổ đã ra ở đây gần cái rồi. Hả? Quốc hội này trôi qua quốc hội kia đi đến mà cũng tranh quyết. Ở trên xe cứ nhắm mắt quý đầu mà chạy ngang qua nhân dân chúng tôi mà kêu mối hận ra chặn xe nó nổi mà. Cũng không giải quyết nhân dân chúng tôi như thế này rồi. Nhân dân chúng tôi đi đâu về đâu, đất nước sẽ ra sao đây. Xin cảm ơn anh chị em cộng đồng mạng. Xin chào, chào thân thương nhắn mến nhắn.